giám đốc điều hành Piaggi vẫn nhìn thấy nhiều hy vọng tại Trung Quốc. Đồng hồ sang trọng đang được đặt dưới kính hiển vi ở Trung Quốc, trong khi sự giận dữ của người dân đối với các chi tiêu xa xỉ của các quan chức đang ngày càng gia tăng. Một quan chức tại tỉnh Thiểm Tây được mệnh danh là Anh Đồng Hồ đã bị sa thải sau khi hình ảnh của các đồng hồ sang trọng khác nhau được nhìn thấy trên cổ tay của ông ta đã được truyền tải trên Internet trong năm ngoái. Tuần trước, một vết tan trên tay một quan chức tại hiện trường của trận động đất Tứ Xuyên đã làm cho các microbloggers đặt câu hỏi tại sao ông ta không mang đồng hồ. Tất cả những điều này, cộng với các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới của chính phủ và chiến dịch dẹp bỏ tham nhũng đã gây thiệt hại cho doanh số bán hàng của các sản phẩm xa xỉ. Vậy thì một nhà sản xuất đồng hồ đắt tiền nhất trên thế giới nghĩ gì? Giám đốc điều hành Piaggi, ông Philippe Leopold Metzger, nghĩ rằng trước tiên công ty phải rất cẩn thận. Đối với việc kinh doanh ở Trung Quốc, các công ty luôn cần phải nhận thức được về sự hấp dẫn của thương hiệu ở Trung Quốc. Trong thị trường ngày nay, phần lớn người mua sắm là để cho sự thưởng thức của riêng họ. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc đang ngày càng giàu hơn và công ty phải làm sao để có được một chiến lược phân phối, một chiến lược tiếp thị và các sản phẩm phù hợp. Tuy doanh số bán trong năm 2013 được dự báo sẽ không gia tăng so với năm 2012, nhưng thương hiệu Piaggi vẫn đang có kế hoạch mở thêm cửa hàng tại các tỉnh như Năng Ninh và Chengdu, tức là các thành phố thuộc cấp độ 2 hay cấp độ 3, chứ không mở thêm tại các thành phố cấp độ 1 như Thượng Hải nữa. Ông Metzger cũng nói rằng Trung Quốc là một thị trường quan trọng, nhưng ở châu Á không chỉ có Trung Quốc. Công ty Piaggi cũng đang phát triển kinh doanh ở các nước như Nam Hàn, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và đặc biệt là Nam Dương sẽ là một thị trường có tiềm năng rất lớn. Về phần thị trường châu Âu thì ông Metzger cho rằng đang có nhiều cơ hội trở lại vì khi mở một cửa hàng mới tại đây không những giúp phát triển cơ sở khách hàng địa phương mà còn có thể tận dụng được khách du lịch.